đây là mình giới thiệu cái con dòng của GDJC của 1.6 Electronic on Wildcast Desk. Đây là bản màu cam ha. Hiện giờ đang về được 4 con mà phiên bản không chổi than nha bạn. Phiên bản Rockless không chổi than. Dự tính là tuần sau sẽ về đủ luôn các bạn chổi than và không chổi than luôn, có màu xanh và màu cam. Chủ yếu mình bán hai màu này thôi. Riêng màu đỏ thì cảm thấy miền Nam, ở Việt Nam mình nó ít khi dùng. Ngoài Bắc cũng ở trung bên đó thì nó cũng ít khi xài cái con màu đỏ này lắm. Bạn không biết là do họ thích cái màu xanh hơn. Cho nên mình sẵn dịp là mình lấy về 4 cái, mình lấy một cái mẫu ra. Đây là mới luôn nè, mình chưa có mở hộp gì hết á. Sẵn dịp luôn là nay like rồi trực tiếp rồi mình mở cho các bạn coi đặt hộp ha. Đây, này đặt hộp ha. Hướng dẫn ha, phong bì hướng dẫn thì nó có hướng dẫn cách tên đồ chỉ dẫn, nó có giấy, hình như giấy có sticker dán ra. Đây là dán sticker theo mẫu của nó ha bạn, bởi vì mình không có tháo ra được, đây là nguyên bản. Nếu mà hàng mẫu á, thì mình tháo ra mình dùng rồi, dự tính là để về đủ số lượng đi rồi mình sẽ tháo ra làm một bản sticker cho các bạn coi ha. Đây có nghĩa là các bạn mua về các bạn tự dán lên ha, xé ra dán theo ý mình ha, nó có những cái bản sticker ở trong đây, chắc là vậy. Đúng rồi, sổ hướng dẫn là sticker dán nè, sticker dán chắc nằm đây ha. Rồi mình để riêng ra. Ok, sẽ được đóng gói trong đây ha. Đây một chiếc xe, nó chưa dán cái gì hết đó bạn, nó về cái gọi là cái sơ khơ gọi là gì, cái mình không biết, mình Việt Nam mình gọi nó là cái gì, nhưng mà cái là cái vỏ xe đi ha. Sơ khơ đây dán ha, nếu mà bạn thích gì thì bạn dán, nó còn một cái lớp keo, có nghĩa là lớp keo chống này là khi mà bạn dán bạn tháo cái lớp keo này ra ha, chứ không phải nó bị chày rú gì đâu, nó có một lớp bọc lớp keo. Đây là chất liệu PVC, là mình nghĩ là chất liệu nhựa của PVC, đa số dòng GDJC này nó dùng chất liệu PVC hết ha. Đây các bạn cứ view cái hộp của nó này. Đây phiên bản của nó là không chổi than 1.6 RTE, đúng 4 bánh hoàn bằng cầm Alexis. Đây là cục pin của nó các bạn nè, pin sạc B3. Đây B3 của nó. Đây, hầu như là những dòng GDJC này nó đều xài cái dòng B3 này các bạn. Mình để ý là hầu như luôn. Tất cả các dòng 1.6 hầu như là xài dòng B3 hết ha. Đây B3 sạc. Đây sạc, mà nó còn một cái giấy xác nhận. Còn đây là cái đây là nó sẽ đóng gói giống như vậy trong đây hết nè. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Đây mới luôn, cho mình cầm mới luôn ha, không có vấn đề gì. Phần dưới là pin, có vẻ như là nó xài pin sạc hai cục pin. Đây là pin 1.5V nè, loại A2, hai cái A2 thôi, pin này là thường là không vấn đề gì. Đây ha. Rồi xong, đây mắt. Rồi đèn công tắc on off. Sun, green là tốc độ nè, lên tốc độ nè.
Còn đây là canh chỉnh giữa hai dòng bánh của servo đó ha. Vậy thôi, chứ không có cái gì. À, vấn đề của cái xe. À, đó, chụp kim loại. Đây hầu như chụp kim loại CNC hết ha. Bằng công nghệ CNC ha. Chứ Việt Nam mình thì giờ vẫn chưa có công nghệ này lắm đâu. Có máy CNC có, nhưng mà hàng những đơn giản thôi. Còn những dòng này là nó hàng như thép luôn, như hợp kim luôn. Thấy không? Đây là bạn 1.6 ha, bạn có thể view đây 1.6. Đây. Còn nó do là lớp keo thôi, các bạn mua về là lột ra là tự dán ha. Là dán theo ý mình thôi. Đây mình xin phép tháo ra. Cho các bạn coi ha. Cái đèn, đèn lát kế bên nè, đã hai đèn lát nó để kế bên nè, các bạn chú ý ha, tháo này ra thì tháo ra, còn không thì cứ để yên nó đi. Tháo ra, ha, giờ xong, về tự dán mua về dán gì dán ha. Rồi, đây, kim. Phiên bản không chổi than thì nó phải con motor, nó là con motor này ha. Chắc cũng tầm 20 mấy 35 ha. Con motor này chắc cũng tầm 24 30 35 thôi. Còn cái cục pin, cái này trên YouTuber thì cũng thấy nói nhiều lắm rồi. YouTuber các anh em mấy người nước ngoài nó chơi con này cũng nhiều lắm rồi, cũng có người nét có nhiều lắm rồi bạn. Mình chỉ bây giờ mình lấy về cho các bạn coi thôi. Rồi, đây, pin. Pin này là 1.5 mA GT 15C dòng xả ha, 7.V và pin 2S ha. 2SB1 LiPo. Rồi thôi, cái này thông dụng rồi, không có vấn đề gì hết. Chắc dòng 2S là khỏi nói rồi. Khả năng thì các bạn có thể tăng lên dòng 3S cũng được, nếu mà hộp pin đó thì con này chắc chứa được 3S nè, thay pin này có chứa được 3S đó, mình nghĩ chắc được, đúng rồi, dư sức ha, dòng 3S là lên được, không sao cả, lên 3S được ha, lên 3S được, nếu mà chơi 3S cũng được, 3S, rồi, đúng rồi, ok, rồi, xả công tắc mở. Sorry, ngày lúc này kiểm tra đó bạn, nó báo hết pin, hộp này đã hết pin ha, nó yêu cầu sạc ha, là nó chưa tiếp tiếp nè, mình test thì thấy nó báo là pin là xuống một cell nó đã tụt rồi, cho nên cái này là phải sạc ha. Đây thôi, đây là cục mới, mình test thử coi cho các bạn thấy ha, cục mới đây, 2S 7.68, 3.82 rồi 3.88, vậy là cục này còn 7.68 ha, có nghĩa là vẫn còn mới ha. Đây đưa thử vô cho các bạn coi ha. Xe ở đây mình mở nha, nó hoạt động rồi đó không? Đây hồi nãy là mình thay cái pin 2S của dòng 3000 mAh thì cái vô thì cục này nó đã phát hiện là hết pin nè, không, mình phát hiện hết pin nè, cho nên mình mới sử dụng cái cục này của mình rồi, rất là chậm ha. Đây thấy không, cũng là ok ha. Đây là lần đầu tiên mình chơi con này thật sự luôn, vẫn không có, nhưng mà cái này chắc mình để chân mẫu bán rồi. Bây giờ có qua con nằm trong kho, cầm pin này là 3S là ngon. Pin này thì cái chiều dài cũng tầm là 106, bề ngang thì cỡ chừng 34 thôi, bề dày thì các bạn lên được một chút, có thể lên được 3S thì lên một khoang nữa. Đây các bạn móc lên một khoang nữa là ok, lên 3S là ok ha, không vấn đề gì hết, 3S dòng này cũng ok đó. Đây lên một khoang. Thank you.
bạn nào chơi dòng dít thì ok đó, vấn đề là với cái giá cả thì là hợp lý, thì các bạn chơi cái dòng này là thực sự là rất là ok ha. Áo này các bạn mua về rồi mà bạn dán lên ha. Hồi nãy mình có nói cái bộ tích cơ là các bạn dán lên ha. Pin rất là nhẹ ha, tầm chừng 1,5 kg á. Mình nếu mà áp cần là chừng 1,5 kg, không tới 1,5 kg nữa. Con này nếu mà ốp về có chừng 1,2 kg, tầm 1,2 kg rồi cùng. Đây, nhẹ hiệu. Hộp pin kim loại ha, nó là full kim loại hết luôn. Hầu như nó làm rất là gọn gàng. Rồi cái áo thì các bạn có sau này có thể độ lại cái áo khác không được, có thể chấm sáo như các bạn có thể áo xanh áo gì đó tùy đó. Rồi, đơn giản. Xong mình xin phép.